2 ngày nữa sẽ có hiện tượng trăng máu khiến năng lực của quỷ tạm thời suy yếu. Lúc đó các ngươi hãy quay lại đây, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiêu diệt quỷ. Ta nghĩ rằng món mồi tiếp theo có lẽ sẽ là thế tử của người đó. Ta đã cho hắn biết được sự tồn tại của ta hơn 3 tháng rồi mà hắn vẫn chưa đến gặp ta. Hắn không có ý định quy thuận ta. Ồ, vị thế tử phải cần thêm chút thời gian để chấp nhận phục tùng ngài. Xin ngài hãy bớt giận. 200 năm trước thì vương quốc Koryo sắp bị sụp đổ thì tổ tiên của ngươi đã tới gặp ta. Nhờ sức mạnh của ta mà ông ta mới có thể lập quốc và đăng cơ. Ông ta còn dám đảm bảo rằng các thế hệ sau của mình sẽ mãi mãi phục tùng dưới chân của ta. Ta đã tiêu diệt tất cả những kẻ chống lại tổ tiên của ngươi để vương quốc này được lập nên. Chính ta lập nên vương quốc này. Ta mới là vua. Hắn ta luôn sống ẩn mình ở trong cung điện, khống chế hoàng thượng để hắn uống máu người sống. Hắn là Macaron. Vậy tức là các phi tần cũng đã bị hắn sát hại sao? Hắn là quỷ. Trước khi lập vua kế vị, để có được sự phục tùng của hoàng thất, hắn đã chiếm hữu các cung tần của vua, để bắt vua kế vị phải phục tùng. Ông có vai trò gì trong chuyện này? Nhìn ánh mắt của ngươi, ta nghĩ ngươi biết rồi. Ta cũng là ma cà rồng. Có điều, ta tồn tại là để trừng trị những ma cà rồng phạm luật như hắn. Ta là thợ săn. Vậy tại sao ông chỉ ngồi đó mà nhìn hắn lộng hành như vậy chứ? Bởi vì chính con người đã gọi quỷ tới, cho nên cũng chỉ có con người mới có thể đuổi được hắn đi thôi. Ta không thể nào giúp được một vị vua không hề có ý chí và bị mờ mắt bởi quyền lực mà tên quỷ đó mang lại. Ngươi dừng lại đi. Vì muốn giúp chúng ta mà ông ấy đã chuẩn bị kế sách diệt quỷ suốt 200 năm qua. Đúng là loạn thế xuất anh hùng mà. Người đang ngồi đây không phải là Trí Dũng Song Toàn đó sao? Hắn đã truyền gọi ta rồi. Ta sợ rằng chúng ta đã hết thời gian. Vậy kế sách của ông là gì đây? Rốt cuộc là sao hả thế tử? Ngài biết gì về kế sách đó vậy? 2 ngày nữa sẽ có hiện tượng trăng máu khiến năng lực của quỷ tạm thời suy yếu. Lúc đó các ngươi hãy quay lại đây, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiêu diệt quỷ.